chàng với tay thật lớn để tin thức bằng biểu diễn của hai cô gái rất dễ thương đến từ nhóm The Queen. Vâng ạ, lời nói đầu tiên xin cho phép nhóm The Queen xin gửi đến các anh em chương trình nghệ sĩ cùng với tất cả quý vị đang có mặt ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Nhóm The Queen đến đây thì cũng không gì hơn xin tặng cho anh Phúc một ca khúc, đó là ca khúc Mess Up Destiny. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Destiny, 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 destiny.
nhân anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều, vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi còn đi thân thà nên mình tôi ôm lòng đêm nhiên nhớ. Anh chẳng xa, rồi mà đến